doanh nghiệp, nhân viên kỹ thuật công ty cổ phần công nghệ DIS Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, cài đặt hệ thống chung cửa cô hình dành cho tòa nhà với thương lượng bút ấn và màn hình lớn dựa trên mô hình thu nhỏ. Đây là toàn bộ thiết bị dành cho hệ thống. Đây là thiết bị nút nhấn thường là tại hẳn lễ tân hoặc trước cửa các thang máy, có mã là VTO1210T9X và một bộ đổi nguồn 12V 2A. Tiếp theo là nút nhấn VTO2000A được đặt tại cửa các căn hộ. Màn hình đặt trong các căn hộ có mã là VTH1550TH. Và cuối cùng là chiếc QLED dành riêng cho hệ thống chung hình. Adapter dành cho thích và dây mạng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu nối thiết bị. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn cho thiết bị. Tùy theo từng loại sản phẩm, chúng ta sẽ có các cách đấu nối khác nhau. Như ở mã VTO 2000A, chúng ta có thể đấu nguồn vào chân 12V và chân LD để cấp nguồn, hoặc có thể cắm nguồn TOEM. Còn đối với mã VTO 1210T9X thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp tắc DC từ bộ đổi nguồn. Ở đây chúng ta có thể thấy là sau nút ấn có rất nhiều các cổng kết nối như cổng mạng, cổng nguồn, cổng GS-105, cổng đầu ONC. Sau đây mình sẽ kết nối nguồn và cổng DC in và mã và cổng digital port. Các bạn có thể thấy Dahua đã để cho chúng ta một sơ đồ kết nối rất là chi tiết. Tiếp theo là nút nhấn được đặt tại cửa các căn hộ. Các bạn cũng có thể thấy trên nút nhấn cũng có các cổng điều khiển, cổng mạng, cổng nguồn. Ở đây mình sử dụng chiếc PoE nên mình sẽ đấu dây mạng vào cổng mạng và một đầu vào chiếc PoE. Nếu các bạn sử dụng chiếc thường thì các bạn có thể cắm dây mạng và đấu nguồn dòi vào cổng 12V và cổng LND thì nút nhấn. Cuối cùng là màn hình. Trên màn hình cũng có các cổng kết nối như cổng mạng, cổng nguồn và đặc biệt là các cổng báo động. Các bạn có thể đấu thiết bị báo động có dây và quản lý các thiết bị báo động đó trực tiếp trên màn hình. Đây mình sẽ cắm một đầu dây mạng vào màn hình và một đầu dây mạng vào chiếc cấp nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn cho thiết bị. Và cấp mạng trên nút nhấn. Ở đây trên chiếc VTNS1060A có 6 cổng dùng để cấp nguồn và mạng cho nút ấn vào màn hình và 2 cổng in-out. Cổng in để cấp mạng từ modem mạng, cổng out các bạn có thể nối tiếp ra các switch khác. Như vậy là mình đã hoàn thành các bước đấu nối thiết bị. Sau đây mình sẽ tiến hành cài đặt thiết bị. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trên màn hình. Các bạn sẽ khởi tạo mật khẩu cho màn hình. Nhập email để lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu. Để truy cập cài đặt, các bạn nhấn giữ vào nút setting cho đến khi hiện lên biểu tượng nhập password.
nhập mật khẩu đã đặt cho thiết bị. Đầu tiên là mục Network, đây chính là mục cài đặt địa chỉ IP của màn hình. Các bạn sẽ sửa đổi địa chỉ IP của màn hình để trùng khớp với lớp mạng và không bị trùng với các thiết bị khác. Tiếp theo là mục VTHConfig. Trong mục Room Node, các bạn sẽ nhập số phòng tùy theo số phòng đã quy định của tòa nhà. Trong trường hợp trong hệ thống chỉ có một màn hình, các bạn sẽ để chế độ Master là chế độ màn hình chính. Còn trong trường hợp trong hệ thống có hai màn hình thì màn hình thứ nhất chúng ta sẽ để chế độ Master là màn hình chính và nhập số phòng, ví dụ là 9901. Còn đối với màn hình thứ hai, các bạn sẽ chọn chế độ Extension là chế độ màn hình phụ, nhập số phòng theo số phòng của màn hình chính và thêm dấu trừ 1 cho màn hình phụ thứ nhất, nhập địa chỉ IP của màn hình chính. Và thêm dấu trừ 2 cho màn hình phụ thứ hai, thêm dấu trừ 3 cho màn hình phụ thứ ba. Trong video này mình chỉ có một màn hình nên mình sẽ để chế độ màn hình chính là Master. Trong mục Video Config, chúng ta sẽ tiến hành thêm nút nhấn vào trong màn hình. Để biết được địa chỉ IP của nút nhấn, các bạn vào mục Search Device để tìm ra địa chỉ IP của nút nhấn. Trong trường hợp chúng ta đã biết chính xác địa chỉ IP của nút nhấn chính và nút nhấn phụ, các bạn sẽ chọn địa chỉ IP, nhấn nát để thêm thiết bị. Địa chỉ IP thêm trước sẽ là nút nhấn chính, địa chỉ IP thêm sau sẽ là nút nhấn phụ. Trong trường hợp các bạn không biết chính xác địa chỉ IP của nút nhấn, các bạn có thể xem trực tiếp trên nút nhấn đối với những mã nút nhấn có màn hình hiển thị. Các bạn nhấn sao, nhập mật khẩu truy cập 6 số 8, nhấn thăng xác nhận, chọn IP config. Đây chính là mục địa chỉ IP của nút nhấn. Các bạn có thể sửa đổi địa chỉ IP trực tiếp trên nút nhấn. Quay trở lại với màn hình, trong mục video config, chúng ta sẽ tiến hành nhập thủ công thông tin của nút nhấn chính và phụ vào trong màn hình. Đầu tiên trong mục main video, chính là nút nhấn chính, nhập địa chỉ IP của nút nhấn chính, nhập tài khoản và mật khẩu của nút nhấn chính, nhấn Enable Status để lưu thông tin. Sau mục Search Video 1, chính là nút nhấn phụ thứ nhất, đặt tên cho nút nhấn phụ. Nhập địa chỉ IP nút nhấn phụ. Nhập tài khoản và mật khẩu của nút nhấn phụ. Nhấn Enable Status để lưu cấu hình. Để thêm camera giám sát vào trong màn hình, các bạn nhấn Monitor, chọn IPC, nhấn Add để thêm thiết bị, nhập tên camera. Nhập địa chỉ IP camera. Nhập tài khoản và mật khẩu của camera. Chọn luồng dữ liệu chính hoặc phụ. Nhấn OK để lưu cấu hình. Như vậy là mình đã hoàn thành phần thứ nhất cài đặt trên màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt trên nút nhấn để có thể cài đặt được nút nhấn
các bạn phải sử dụng máy tính để truy cập vào thiết bị. Các bạn sẽ sử dụng một trong hai phần mềm là Config Tool hoặc Smart TLS để tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị. Nhấn Login để truy cập vào thiết bị. Ở đây các bạn có thể sửa đổi địa chỉ IP của nút nhấn và màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào thiết bị qua trình duyệt web IE. Các bạn nhập tài khoản admin, mật khẩu admin và mục Indoor Manager, nhấn Add để thêm thiết bị. Để tiện cho việc quản lý, các bạn sẽ đặt tên theo tên của chủ căn hộ. Trong mục PTH Sogno, các bạn nhập số phòng giống với số phòng đã đặt trên màn hình, nhập địa chỉ IP của màn hình, nhấn OK. Bạn sang mục VTH Status để xem trạng thái thiết bị. Trong khi chờ thiết bị kết nối, các bạn sẽ truy cập vào nút nhấn phụ, nhập tài khoản admin, mật khẩu admin. Các bạn làm tương tự như nút nhấn chính. Quay lại mục PTH Status, các bạn thấy tình trạng thiết bị báo online, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Sau khi hoàn thành việc cài đặt, chính nút nhấn, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test thử thiết bị. Đối với nút nhấn sảnh, các bạn có thể gọi lên từng căn hộ trong tòa nhà. Để có thể gọi lên từng căn hộ trong tòa nhà, các bạn cần biết được số phòng đã cài đặt trên màn hình trong căn hộ. Ở đây mình đã đặt số phòng là 9902. Bây giờ mình sẽ nhập số phòng. Để nút gọi, các bạn nhấn answer để trả lời hoặc hang up để từ chối. Còn đối với nút nhấn tại chiếc cửa căn hộ, các bạn chỉ cần nhấn nút gọi. Như vậy là mình đã hoàn thành việc hướng dẫn các bạn cách đấu nối, cài đặt thiết bị chung cửa vô hình dành cho tòa nhà. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ đến bộ phận kỹ thuật của công ty cổ phần công nghệ DS Việt Nam. Xin chào.